Sức mạnh của sự im lặng, trí tuệ khôn ngoan trong xử thế nhân sinh. Quý vị thân mến, có người nói cảnh giới cao nhất của nói chuyện là biết mà không nói. Không nói ở đây là một sự im lặng đầy trí tuệ. Nó không phải là một sự im lặng yếu hèn, nhịn nhục. Không phải là sự im lặng của kém hiểu biết. Càng không phải là sự lặng thinh bằng quang thế sự. Trái lại, sự im lặng ở đây chính là thấu hết mọi lẽ, nhưng chọn cách giữ lại sự tôn nghiêm cho người khác và cho chính bản thân mình. Đặc biệt, những người thật sự trí tuệ và khôn ngoan trong đời luôn biết giữ im lặng trong thời điểm sau đây. Quý vị, hãy cùng chiêm nghiệm nhé. 1. Nhìn thấu nhưng không nói thẳng ra, đó là sự tôn trọng. Trương Đại Thiên, một bậc thầy về hội họa của Trung Quốc, đã từng vẽ bức tranh Lục Liễu Minh Thiên Đồ, bức tranh ve sầu kêu trong liễu xanh. Trong tranh có một con ve sầu lớn đậu trên cành liễu, cúi đầu xuống kêu to, trông giống y như thật. Một ngày nọ, Trương Đại Thiên mang tranh đến thăm Từ Nãi Lâm. Lúc ấy Tề Bạch Thạch cũng ở đó. Sau khi xem bức tranh này, Tề Bạch Thạch đã đánh giá cao tác phẩm, động tính kết hợp rất là truyền thần. Trương Đại Thiên gật đầu một cái, bày tỏ đó chính là dụng ý của mình đối với bức tranh này. Sau đó Tề Bạch Thạch nói rằng anh cũng từng vẽ ve sầu. Anh nói khi vẽ xong thì có một ông lão nông dân nói với anh rằng tư thế của con ve sầu kêu là đầu hướng lên trên, rất hiếm cúi xuống dưới. Để tránh hiểu lầm, Tề Bạch Thạch còn nói thêm: kỳ thực tôi cũng không thấy tận mắt, rất có thể là ông lão nói cũng không đúng. Một thời gian sau đó, Trương Đại Thiên không ngừng suy nghĩ về việc này. Mãi cho đến khi nhìn thấy một con ve sầu trên cành dương liễu ở vùng nông thôn, khi đi vẽ phác thảo, anh mới nhận ra rằng con ve sầu thật sự đang hướng lên trên khi kêu. Tề Bạch Thạch sớm đã biết điều này, nhưng vì để tránh cho Trương Đại Thiên khỏi xấu hổ nên đã không nói thẳng ra mà thôi. 2. Đừng đưa người khác vào tình thế khó xử. Trong Đệ Tử Quy có câu rằng: người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói chuyện. Trong giao tiếp, người trí tuệ là người biết dừng đúng lúc, như vậy thì mối quan hệ mới có thể lâu dài. Trong Khổng Tử Gia Ngữ có chép lại một câu chuyện như sau. Khổng Tử cùng với một nhóm đệ tử ra ngoài, chẳng may trên đường gặp phải mưa lớn, không mang theo dù. Lúc đó vừa hay đi ngang qua nhà của Tử Hạ, có đệ tử nói hay là vào nhà Tử Hạ để mượn dù. Khổng Tử đã từ chối và nói rằng: Tự Hạ bình thường rất keo kiệt, nếu như anh ta không cho mượn, mọi người sẽ nói rằng anh ta không tôn trọng thầy. Nếu như cho ta mượn, vậy thì anh ta sẽ rất là đau lòng. Khổng Tử biết khuyết điểm của học trò, nên tìm cách không để người đó rơi vào tình thế khó xử. Nhìn thấu sự việc đã khó, nhưng biết mà không nói ra thì lại càng khó hơn. 3. Không vội phán xét người khác, đó là tu dưỡng. Trong Trang Tử Thiên Đạo có một câu chuyện như sau. Có một người tên là Sĩ Thành Kỳ, rất coi trọng bản thân, nhưng lại có thói quen đi cầu sư và kết giao khắp nơi, muốn có chút thành tựu. Một ngày nọ, anh ta mến mộ mà đến thăm Lão Tử. Nhưng khi nhìn thấy Lão Tử tướng mạo xấu xí, chỗ ở thì lộn xộn, liền bắt đầu bình phẩm về Lão Tử, nói rằng Lão Tử không xứng với danh hiệu thánh nhân. Khi ra về, anh còn không quên chế giễu Lão Tử giống như con chuột làm giàu bất nhân. Đối với việc này, Lão Tử không nói nhiều, chỉ giữ im lặng. Nhiều năm sau, Sĩ Thành Kỳ có chút thành tựu. Anh nhớ lại thái độ đã từng đối với Lão Tử trước kia, quả thật xấu hổ không thôi. Anh đến để xin lỗi Lão Tử. Lão Tử điềm đạm nói: người mắng ta là heo là chó là chuột cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta, cũng không thể thay đổi được ta. Như có câu nói, ếch ở đáy giếng không thể nói về biển,
côn trùng mùa hạ không thể nói về băng tuyết, vậy nên đừng vội phán xét người khác, hãy chừa lại cho mình một đường lui. Người càng nhìn thấu người khác lại càng không phán xét, vì chính nhờ có tu dưỡng nên mới có thể nhìn thấu, anh ta cũng không dễ dàng vi phạm nguyên tắc của mình. 4. Biết mà không tranh biện, đó là trí tuệ. Vào thời xưa, có một vị tú tài cãi nhau với một thương nhân vì một bài toán. Vị tú tài nói rằng 3 x 8 bằng 24, nhưng vị thương nhân lại nói rằng bằng 21. Hai người không chịu thua, quyết định nhờ đến quan huyện phân xử. Hai người ai cũng cho rằng là mình đúng, không ai thuyết phục được ai. Quan huyện sau khi nghe xong thì không nói lời nào, sai người mang vị tú tài ra đánh cho 20 gậy. Vị thương gia đầy mãn nguyện mà rời đi. Vị tú tài không phục liền hỏi nguyên do. Quan huyện nói: người là một tú tài lại đi cãi nhau với một thương nhân không biết làm toán, người vậy chẳng phải quá ngu ngốc hay sao? Không đánh người thì còn đánh ai? Nói hay là một loại năng lực, nhưng biết mà không tranh luận thì đó là một loại trí tuệ. Có câu nói, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng mất đến 60 năm để học cách im lặng. Biết mà không nói, đó chính là một cảnh giới của đời người. Người sống trên đời có thể nói là bản năng, nhưng không nói lại là bản sự. Nhìn thấu nhưng không phơi bày sự giả tạo của người khác, đó là sự tôn trọng. Gặp người nhưng không bình luận về những sai lầm của người khác, đó là sự tu dưỡng. Gặp chuyện nhưng không tranh cãi đúng sai, đó là trí tuệ. Người biết mà không nói mới thật sự là cao thủ. 5. Có tài mà không cậy tài, không khoe khoang kiêu ngạo. Ở Nhật Bản nổi tiếng về hai câu chuyện của hai kiếm sĩ cả đời chưa từng chém ai. Đầu tiên là Kazukatsu, một đại võ sĩ của Nhật Bản thời cận đại. Ông là một anh hùng chí dũng song toàn và vô cùng giỏi kiếm thuật. Trong tay có quyền lực lớn, lại võ thuật cao cường. Nhưng ông tự hào cả đời chưa từng tự tay rút kiếm chém ai. Bí quyết của ông là hết sức kiềm chế, tôn trọng đối thủ và buộc kiếm thật chặt. Để khi ông nổi nóng sẽ mất thời gian rút kiếm, và khi rút được kiếm thì ông hết nóng giận. Thứ hai là Fukuzawa Yukichi, một võ sĩ. Ít người biết rằng ông cũng là một kiếm sĩ chuyên luyện một tuyệt chiêu chém từ dưới lên trên, mà một khi thi triển thì đối thủ sẽ mất mạng. Ông khỏe, cao lớn, biết kiếm thuật, nhưng cả đời chưa từng đánh nhau với ai, và cũng là người đầu tiên trong giới võ sĩ nhận thức rằng thời đại võ sĩ dùng sức mạnh của kiếm để bình thiên hạ đã chấm dứt. Ông bán sạch kiếm trong nhà và khuyên các võ sĩ khác bỏ kiếm. Có câu, nước chưa sôi thì réo rắt, nước sôi rồi lại lặng im. Người càng lợi hại lại càng trầm ổn, không cần ồn ào, nhưng khí thế lại tựa như chúa Sơn Lâm đang rình mồi. Trong cuộc sống thường nhật cũng vậy. Một người quản lý tài giỏi không phải là một người luôn thể hiện uy quyền với nhân viên, mà phải dần hướng tới vô vi. Quản cũng như không quản, nhưng nhân viên vẫn luôn cảm thấy sự hiện hữu của người quản lý. Lão Tử giảng, bậc trị dân giỏi nhất thì không biết là có vua, thấp hơn một bậc thì dân yêu quý và khen, thấp hơn nữa thì dân sợ, thấp nhất là bị dân khinh lờn. Đạo lý chính là như vậy. Bậc cha mẹ tốt không cần lúc nào cũng phải đánh mắng, không cần phải sát sao trong từng việc. Điều quan trọng hơn là dạy con phải ý thức tự giác, để khi không có cha mẹ ở đó thì chúng vẫn có thể tự câu thúc mình. Bạn bè thân thiết không cần lúc nào cũng phải đi kề bên nhau, quan trọng là khi có việc chỉ cần nhờ một tiếng là bạn có mặt ngay. Đó mới là bạn thân thật sự. Quân tử kết giao nhạt như nước, không cần náo nhiệt bề ngoài, chỉ cần đạo nghĩa trong tâm. Có thể thấy, đạo lý này không thông thấu khắp nơi, cũng là một cảnh giới mà người trưởng thành cần đạt tới.
Quý vị thân mến, im lặng là sự vắng mặt của những lời nói thường ngày. Những âm thanh có thể làm ta trở nên vui tươi hơn, hoặc sẽ làm tâm trạng của chúng ta chùn xuống bất cứ lý do gì. Lắm lúc chúng ta nhận ra rằng người đối diện hay đang giao tiếp có vẻ im lặng, dường như phớt lờ đi mọi ý tưởng hiện đang trình bày. Tuy nhiên, im lặng không có nghĩa là dừng dưng với mọi thứ xung quanh, mà im lặng để chiêm nghiệm rõ hơn về nguyên nhân hậu quả của vấn đề. Quan trọng hơn, đó cũng là cách để thể hiện cảm xúc thấu hiểu hơn về vấn đề đang là. Hơn nữa, sự thấu hiểu của ta phải xuất phát từ những khoảng lặng sâu kín tận tâm hồn. Cho nên im lặng không có nghĩa là khinh thường hay miệt thị ai đó với thái độ bất cần, mà là cho chúng ta cơ hội để hiểu nhau hơn. Đôi khi im lặng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những lời nói hoa mỹ có cánh. Cho nên, biết hay không là một chuyện, thể hiện cái hiểu biết của mình như thế nào mới là quan trọng. Hơn nữa, để giải quyết vấn đề không mang lại tranh cãi, tốt nhất chúng ta nên mỉm cười và tôn trọng ý kiến của họ để tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra. Đó mới là thật sự khôn ngoan. Tuần Tử cũng có câu: im lặng, lắng nghe, ghi nhớ, hành động và khôn ngoan là năm cung bậc khác nhau của trí tuệ. Im lặng được xem như một loài hoa, hoa ngôn ngữ, không tỏa hương nhưng mang lại một vẻ đẹp thanh cao và thuần khiết. Loài hoa này sẽ toát hết cái vẻ quyền uy của nó nếu bạn biết cách khai mở chúng. Nếu cuộc sống này tràn ngập ánh nắng thì những khoảng lặng sẽ là những cơn mưa. Cho nên ý thức được sức mạnh của im lặng sẽ giúp chúng ta hiểu mình, hiểu người hơn. Từ đó, bạn chỉ chờ đợi gặt hái kết quả của sự thành công mà thôi. Quý vị nhé!